Giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn dành tặng những điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bắt đầu triển khai từ năm 2010 đến nay, giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu đã nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với tuổi trẻ, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi Sóc Sơn. Hồ sơ xét thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của huyện. Hội đồng thẩm định giải thưởng sẽ bình xét và quyết định trao giải thưởng cho 100 gương mặt trẻ xuất sắc. Lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức thường niên vào dịp mùa thu tháng 10 lịch sử. Năm 2014, phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ huyện Sóc Sơn tiếp tục gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 69 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Qua các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Gương mặt trẻ tiêu biểu đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu trong lễ tuyên dương ngày hôm nay đó là thủ khoa đầu ra Trường Đại học Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Hưng. Sinh năm 1992 ở thôn Cộng Hòa, xã Phù Linh, trong gia đình cả bố và mẹ đều làm giáo viên. 12 năm học phổ thông, Nguyễn Việt Hưng đều là học sinh giỏi. Trong quá trình học tập tại khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải 4 năm liên tục, lớp trưởng Nguyễn Việt Hưng đều có đề tài đạt giải nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường. 2 lần đạt học bổng truyền thống thắp sáng ước mơ dành cho sinh viên xuất sắc nhất của trường. Năm 2012-2013, Nguyễn Việt Hưng là đội trưởng tham gia vòng chung kết kỳ thi Olympic tin học sinh viên toàn quốc. Bản thân là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, luôn tích cực tham gia các phong trào đoàn hội và các hoạt động xung kích tình nguyện. Với số điểm trung bình tích lũy toàn khóa 3,67/4, Nguyễn Việt Hưng được xếp loại xuất sắc và trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2014. Anh được Trường Đại học Giao thông Vận tải giữ lại làm giảng viên khoa Công nghệ thông tin. Với tinh thần xung kích tuổi trẻ, với lòng nhiệt huyết của một người thanh niên, thì tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và thật may mắn, khi tốt nghiệp đại học, tôi đã trở thành thủ khoa của Trường Đại học Giao thông với số điểm 3,67/4. Và giờ đây, sau khi ra trường, tôi đã may mắn được giữ ở lại trường. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin để truyền đạt lại những kiến thức của mình cho các thế hệ sinh viên tiếp theo. Ở thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, không ai không biết đến anh Trần Đình Hùng, một thanh niên tiêu biểu trên lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình. Sinh năm 1989, nhưng Trần Đình Hùng đã có trong tay cơ ngơi hàng tỷ đồng. Xuất thân trong gia đình nông dân thuần túy, kinh tế rất khó khăn. Sau khi học xong lớp 12, chàng thanh niên Trần Đình Hùng quyết chí phải làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Tận dụng lợi thế đất vườn rộng, năm 2010, anh bàn với gia đình vay mượn, mạnh dạn đầu tư vào mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm thỏ, ếch thương phẩm và lợn thịt. Bằng sự quyết tâm chịu khó mày mò học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, mô hình chăn nuôi của anh Hùng dần cho hiệu quả. Với 200m2 chuồng trại nuôi thỏ, 400m2 bể nuôi hàng vạn con ếch, đồng thời duy trì thường xuyên trên 50 con lợn thịt và gần chục lợn nái sinh sản. Mỗi năm trừ chi phí, Trần Đình Hùng cũng thu lãi gần 500 triệu đồng. Không chỉ có vậy, mô hình còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động chính và từ 5 đến 7 lao động thời vụ. Sau khi học xong cấp 3 thì em cũng qua quá trình đi làm công nhân thì em thấy là đi làm công nhân nó rất là vất vả.
mà gò bó về mặt thời gian. Hơn nữa là đồng lương nó không được là bao nhiêu cả. Thế nên là em xuất phát từ con nhà lông làm nông nghiệp, thì em đã có cái ý định là sẽ nghỉ việc để ở nhà lập nghiệp bằng chính cái mảnh đất ở quê hương của mình. Ban đầu thì em bắt tay vào cái công việc này thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về nguồn vốn thì gần như là mình chỉ vay mượn được của bạn bè một ít số nhỏ đó. Cái số vốn của em hạn chế, em đã tự tay mình mua nguyên vật liệu về và tự tay mình thiết kế, tự tay mình làm lấy cái mô hình chuồng trại ban đầu. Và phần còn lại thì mua con giống và về để từ đó mình nhân dần cái số lượng dần lên. Và sau quá trình nuôi thì có lãi, và từ cái đồng lãi đó em đã mở rộng, đầu tư mở rộng thêm cái mô hình cho đến bây giờ. Trên lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, gương mặt cô sinh viên năng động, trẻ trung Lê Thị Hồng, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên xã Phổ Linh trở nên quen thuộc trong các hoạt động tình nguyện trên địa bàn. Thời gian qua, Lê Thị Hồng đã tham gia nhiều dự án tình nguyện do các tổ chức phi chính phủ triển khai trên khắp cả nước. Tích cực hưởng ứng các hoạt động hiến máu tình nguyện, vệ sinh môi trường, giáo dục phòng chống biến đổi khí hậu, tặng quà các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, cô sinh viên trẻ Lê Thị Hồng đã cùng các thành viên trong câu lạc bộ tổ chức hai chương trình tình nguyện ấm áp trại phong Minh Phú và tặng quà Tết Trung thu năm 2014 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Minh Chí 2 ở thôn Minh Tân, xã Minh Chí. Tổng số tiền quyên góp ủng hộ hai chương trình trên lên tới hơn 30 triệu đồng cùng một số đồ dùng và sách vở học tập. Trong khi tìm kiếm và tìm hiểu các địa danh trên địa bàn huyện Sóc Sơn để phục vụ cho chương trình khám phá Sóc Sơn mình đang làm, thì mình được biết đến tên trại phong Minh Phú. Ngay sau đó thì mình đã quyết định tới đây sau khi được lắng nghe những chia sẻ và mong muốn của các cụ và chị Mai từng là hộ lý ở đây, thì mình quyết định lập một chương trình tình nguyện mang tên ấm áp trại phong Minh Phú. Và qua hơn 2 tuần truyền thông thì mình đã nhận được số tiền ủng hộ lên tới hơn 20 triệu. Và bây giờ thì đang chuẩn bị cho những bước cuối cùng để tổ chức cho chương trình ngày hôm đó. Qua chương trình thì mình mong muốn là sẽ có thêm nhiều, tìm kiếm được thêm nhiều những nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để thành lập một quỹ gọi là Sóc Sơn Fund để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Còn đây là cô gái vàng của ngành thể dục thể thao Sóc Sơn. Sinh năm 1994 ở thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa. Năm 2009, Nguyễn Thị Trinh theo tập Wushu và sớm khẳng định tố chất cũng như khả năng thiên bẩm đối với môn võ thuật hiện đại có xuất xứ từ Trung Quốc này. Trong quá trình tập luyện thi đấu, có những lúc rất đau đớn khi gặp phải chấn thương. Nhưng cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng quê Đức Hòa anh hùng chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm chinh phục những đỉnh cao để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đam mê võ thuật, khổ luyện không ngừng, Trinh đã giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại các giải vô địch Wushu toàn quốc. Không dừng lại ở đấu trường trong nước, cấp đấu trường châu lục và thế giới, cô gái trẻ Nguyễn Thị Trinh đã gặt hái được những thành tích xuất sắc. Trong đó phải kể đến chiếc huy chương đồng ở giải trẻ châu Á tại Thượng Hải Trung Quốc năm 2011, huy chương bạc quốc thế giới năm 2012, đặc biệt là 2 tấm huy chương vàng ở SEA Games 27 tại Myanmar và giải vô địch thế giới năm 2013 được tổ chức tại Malaysia đã bổ sung vào thành tích đáng nể của cô gái vừa tròn 20 tuổi này. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, Thượng úy Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1985, đội phó, đội tổng hợp, được xem như bông hoa đẹp của ngành công an Sóc Sơn. Là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, điều lệ của Công an Nhân dân. Trong công tác, Thượng úy Nguyễn Thị Duyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổng hợp tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng ủy, chỉ huy Công an huyện, các văn bản nghiệp vụ, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định của ngành. Với vai trò là ủy viên ban chấp hành đoàn công an huyện, bí thư chi đoàn tổng hợp, chị luôn tích cực tham gia các phong trào của đơn vị và các hoạt động tình nguyện do huyện đoàn Sóc Sơn phát động.
Đồng chí Nguyễn Thị Duyên là một cán bộ trẻ có năng lực và phẩm chất tốt, có luôn có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc. Với cương vị là đội phó đội tham mưu, đồng chí cũng đã có rất nhiều giải pháp hay để góp phần tham mưu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đồng thời là cán bộ đoàn có năng động và nhiệt huyết với cả công tác phong trào. Đồng chí đã trực tiếp tổ chức và tham gia nhiều hoạt động phong trào thanh niên như là hoạt động thanh niên tình nguyện vì biển đảo, biên giới, và thanh niên tham gia công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân, rồi là thanh niên công an thủ đô làm theo lời Bác. Thì đồng chí thật sự là một tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ công an huyện Sóc Sơn. Tháng 7 năm 2014, Thượng úy Nguyễn Thị Duyên được Đảng ủy, Chỉ huy Công an huyện bổ nhiệm giữ chức vụ Phó đội trưởng đội tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn. Trong quá trình công tác, Thượng úy Duyên đã được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng 5 giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và các hội thi của ngành, danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2013 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2014. Được sự quan tâm của Đảng ủy Chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn cùng sự giúp đỡ của các đồng chí đồng đội trong đơn vị, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác chuyên môn và nhiệm vụ trong công tác phong trào đoàn, và nhận thấy rằng môi trường công tác đoàn thanh niên là một môi trường rất thuận lợi để đoàn thanh niên phát huy những thành tích kết quả của mình để góp phần xây dựng đất nước và thủ đô ngày càng giàu đẹp hơn. Trong khuôn khổ lễ tuyên dương hôm nay, chúng tôi không thể điểm hết những gương mặt trẻ tiêu biểu của huyện Sóc Sơn trong thời gian qua, bởi còn rất nhiều gương mặt khác hàng ngày hàng giờ bằng sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, họ vẫn đang hăng say lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu, góp phần xây dựng huyện Sóc Sơn ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là thanh niên của huyện Sóc Sơn anh hùng, là công dân của thủ đô Hà Nội anh hùng, thành phố vì hòa bình tròn 60 năm tuổi.